nhóm bậc cao tuổi là tham áp hiệp, trong niềm chi bậc thiết nơi cận nhà cam ca sang sóng, chỉ cháu a thi ca vọt tập bèn chụp sơ sơ mười rồi tập bảy, song cắt xem rồng còng khăn pô sàn chì riết chi thiên địa đồng bình, đại thất nơi tam bậc đôi pleasure tụng nục cọp sử, sớm ông biểu liễu, đầu căn mò ha bút tập bồi sát khai mở ra chiết nhiết bậc thọ, nơi tu tăng mà phải trầm riết chi thiên địa khai. Khnông bệnh rì chìa nạch chạc công bụi chìa, xông bệnh mê tả, cho ruông còm trổ, nâng cho cò sáng, bố chân đi dự thàn, tí bàm than prùm. Đại miên bệnh bút thờ rút trùng tùm bọt nói tóc bàm bầy mái sang thịt mò phụ. Ở bàn cực cực bệnh ổng, nâng cực cực nìa, kết trầm thay ní. Xô xô than prùm, chùm nôn xám sắp bàm bầy đảm, nơi mình toàn miên bút thờ bò rì sát cho ruộng chồng luôn xám sập rạm đàm xô xô nịch nóng mùi đàm mùi đàm tùm hôm bà mùi tắc buồn trụng công bố bà bây mát nâng bà buồn mát mùi đàm thay bì bòn bà rối đồn là bà nhiết bà thọ trong chô chi sà mạc cũng khné bà mẹ bình nốt xô xô nịch nóng mà nẹ trời chô bà chạy chồng luôn bà rối đồn là rút chấm lạc bồn mộc bốn sang vì thầm mọc phốc đổi khí nế miền phân nên phạm bày tật rút bồn nị mùi thay mùi bồn phạm rối đồn là đói lại ca chốt tạp chấm lạc bồn bút rút trùng tủng mùi chấm mùi phạm mùi rối đồn là đốt kích trầm thằng ngày đi nơi khóa chấm nồn tại một hay bì chấm mùi tiết tái bồn nộp rí ai ca chô mùi chấm mùi rối ha sắp đồn là vĩnh nơi khóa chấm nồn bì rối cao sắp bầy chấm mùi bởi nhốm nhiệt vật thọ sạp hời miền ca chạp ở rõm đừng miền sở thiết chỉ đạch lá chong chô ruông chô cỏ sáng nay nà mùi tam chấm mùi để bán cập nọt ở đấy rứ chô cỏ sáng tam lạc tập hiệp đừng sở thiết thuần thiệt cái đầy nốt cái nét cam ca sàng sóng nâng bác tư liên bà kiện chùn ở nhôm nhất bút thờ bò rì sát ai cho ruông chốt nì xảy nông ca cò sàng nì bàn cực phái nâng cực bế về lìa tầm nét tầm nông xa xua bò rà miễn rưu cho bà trái cò sàng một nhóm bà kà rò nà thòa phiếp đòi tỏa tám rì giác sai tù rù sạp lây xôn đọc bí pram môi rối học sập nâng pram rối hà sập rứ xôn đọc pram pram mùi rối học sập nâng pram rối hà sập ròn tiết xôn đọc bí pram mùi rối học sập nâng pram rối hà sập rứ xôn đọc pram pram mùi rối học sập nâng pram rối hà sập khi ông bệnh cà rô nà thma phiếp rôn trang tự tù sva cũng nhốm nhiên bệnh thọ chư bút thờ bò rì sát cúp bề về lìa, sôm ác nụ mồ tiền nề chỗ cò sang, praput bát đề ma praong trung tụm bận nói đắp làm bầy mai cúp cúp praong, nâng cúp cúp ni, sôm o prakun, nâng sôm o kun. Ngày đi, pram buôn rối khai phò cún, chnam chlâu trời xạ, putt xạ krai, pi pon, pram rối hóc sa pram, trời nâng ngày xạ ti mập hay pram mối, khai mì ná, chnam pi pon mập hay pi. Vì putt xa xa nạ mần đồ, vót trò bèn chuộc xó xó mười rồi pram bấy. Sôm chùn, kam a vị thịp sai xâm lệnh, prea putt xa xa nạ. កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាបានណំមកនៅនីតិសិក្សាគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនិងអត្ថកថាខ្មែរតាមច្បាប់ដើមនីតិសិក្សានៅព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរនេះគឺជានីតិមួយក្នុងបណ្ដានីតិទាំង10នៃកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនា tại sao để dạy vật sự chết nợ cổ phần ống, khách xìm riếp chắp vì nông rằm phí, đó nông rằm bầy dục, riêng rõ thằng ngày. Vật sự ở dưới ạc nế,
chấp vì mong làm bấy đón nóng làm buồn dục riêng rồi ngày đừng vượt chịu có lý do là vật trong ba tầm bóng chấp vì mong buồn đón nóng trăm kịp lử thì riêng rồi ngày ខ្សែរឿង 242 ខ្សែរឿងទី 234 ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយអន្ត្រីនេះមានប្រាំយ៉ាងខណ្ឌអន្ត្រី5យ៉ាងតើអ្វីខ្លះខណ្ឌគឺសុខខណ្ឌទី 1ទុក្ខខណ្ឌទី 1សោមនស្សខណ្ឌទី 1ឧបេក្ខខណ្ឌទី 1ខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអន្ត្រីមានប្រាំយ៉ាងនេះឯងខណ្ឌតែយើងមួយអំបីមិញនេះត្រង់ពាក្យថាអន្ត្រីប្រែថាជាអធិបតីវង្សចោបើកបិទជាធំគឺធម្មជាតិទាំងនេះមាននីតិផ្សេងៗគ្នាដោយអារម្មណ៍ជាសុខមានម
อันตรีนี้มีนปรามยางขันอันตรีปรามยางคืออวัยคละขันคือสกขันตรีมวยตุกขันตรีมวยเศร้ามนัสสันตรีมวยตุกมนัสสันตรีมวยอุปัยขันตรีมวยขันสตอนตะใบดอกสร้างยตานิกายมหาวิระเวะตบโป้มรอยหกสับปรำใบสายเรื่องปีโดยสายสปีมันเดียร์พิโคแตงหลาย ปุสัมมณะหรือเปรียมไอนาหนิมวยมันดังจะบ้าตามเปิดดอกเฮ็ดการลางพ้องสิกได้วิเดียพ้องอ้าดิสองพ้องโต้พ้องการตลอดเจงพ้องนั้นอันตรีปรามอย่างนี้ขันมันเดียร์พิโคแตงหลายปุสัมมณะหรือเปรียมแตงโนมันสันนมอดท่าจิสัมมณะขนมปุสัมมณะหรือสันนมอดท่าเปรียมขนมปุเปรียมตีตะบัดปุเนตดอเมียนอายุแตงโน มันบ้านเทวอเจจะบ้าสำหรับเนื้อสามัญญาพอหรือปรมัญญาพอได้ปลายยาดอกอตอมเดือดครูนไอขนมปั้งจะบอนขันสายเรื่องปีโดยสายสบุญมันเดียวพิโคแตงหลายปุสัมมณะหรือเปรียมไอน้าดีมวยดังจะว่าตามเปิดเดือดให้การหลังพ้องสิกได้วินิพ้องอาดิสองพ้องโต้พ้องการตลอดใจพ้องเนื้ออันตรีพรามอย่างนี้ขันมันเดียวพิโคแตงหลายปุสัมมณะหรือเปรียมแตงดู เติบสนมมัทธาสัมมณะขนมปุสัมมณะพ้องสนมมัทธาเปรียมขนมปุเปรียมพ้องตวัดปุเนตดอกเบี้ยในยุแตงโดบานทเวอเจจะบ้าสำไรเนื้อสัมมัญญาพอลพ้องปรมัญญาพอลพ้องดอยปลายยาดอกอตอมดอยขลุ่นไอขนมปัจจุบันขันตบปวมโดยหกสับปรำบุญสายเรื่องตีปีโดยสายสับปรำมันเรียกพิเคราะห์แตงหลายอันตรีนี่เมียนปรำยางขันอันตรีปรำยางคือไวคลักขัน คือสุขันตรีมวยตุขันตรีมวยเศร้ามณัสสันตรีมวยโตมณัสสันตรีมวยอุปัยขันตรีมวยขันสายเรื่องปีโดยสายสับประมวยมณีพิโคแตงหลายปุสัมมณะหรือเปรียมไอนาหนีมวยมันดังจะบ้าในสุขันตรีมันดังจะบ้าในให้การหลังในสุขันตรีมันดังจะบ้าในการหลอดในสุขันตรีมันดังจะบ้าในปะเดปะเตีย เจี๊ยดดำนาตึกกันสิกได้ตลุดในสุขันตรีมันดังจะบ้านในการตลุดในสุขันตรีมันดังจะบ้านในกาตลุดในสุขันตรีมันดังจะบ้านในเศร้ามณัสสันตรีขันมันดังจะบ้านในโตมณัสสันตรีขันมันดังจะบ้านในอุปัยขันตรีมันดังจะบ้านในให้การลางในอุปัยขันตรีมันดังจะบ้านในกาตลุดในอุปัยขันตรีมันดังจะบ้านในปะเดปะเตีย เจี๊ยดดำนาตึกกันสิกได้ตลุดในอุปัยขันตรีขันมันเรียกพิเคราะห์แตงหลายปุสัมมณะหรือเปรียมแตงโนมันสนมมัทธาสัมมณะขนมปุสัมมณะหรือธาหรือสนมมัทธาเปรียมขนมปุเปรียมเตตบัดเนตดอกเมียนอายุแตงโนมันบ้านเทวอเจจะบ้าสำไรเนสัมมัญญาพอลหรือปรมัญญาพอลด้อยปลายยาด้อยอดดอมด้อยขลุ่นไอขนมปั้งจบบอนขันตบปัวมันโดยเจ็ดสกุลสตันตะใบดอกสังยุตตานิกายมหาวิระเวะเตี่ยสัมเมพีใบดอกขมายใสตีสามสับปรำใบสายเรื่องปีโดยสายสับปรำปีมันเรียกพิเคราะห์แตงหลายปุสัม
chia đầm ná ở tờ cản sẽ cái đây là lột đáy sụp khẩn trí đằng chế bác nơi tốt khẩn trí khẳng đằng chế bác nơi sau mà đằng sẵn trí khẳng đằng chế bác nơi tốt mà đằng sẵn trí khẳng đằng chế bác nơi ổ bách khẩn trí đằng chế bác nơi hai cát là nơi ổ bách khẩn trí đằng chế bác nơi ca là lột đáy ổ bách khẩn trí đằng chế bác nơi bà đệ bà tìa chia đầm ná từ cán sẽ cái đây là lột đáy ổ bách khẩn trí khẳng mà nếu bị khẩu tăng lại bố xa mà nạ priêm tàng nô tớp xa nằm bọt thá xa mà nạ khả nông bố xa mà nạ phóng xa nằm bọt thà priêm khả nông bố priêm phóng tớ bắt nẹ đồng biên này dụ tàng nô bàn thơ vơ ở trẻ chế bác xa bạch nơi xa mái nhà phó phóng bố mái nhà phó phóng đói bạch nhà đó ở đóm đòi cửa ái khả nông bách cho bọn khàn xài rương bì rồi xài xa bạm bấy mà nếu bị khẩu tàng lại anh tư đi nếu miền bạm giang khán anh tư đi bạm giang cứ vậy khá khẳng cứ sốc khăn trì muối, tốc khăn trì muối, sau mà là sẵn trì muối, tô mà là sẵn trì muối, ổ bách khăn trì muối, khẳng. Tổng bố mùi rồi chất sập muối, xa đưa tí bì rồi xài sắp rạm buồn, mà nếu bị khẩu tàng lái. Cho sốc khăn trì ta đột mặt đạch khẳng, mà nếu bị khẩu tàng lái, sẽ cái đây sốc, sẽ cái đây trách o ai nà, đá bà bật tơ khăn một cái, bố cô có bán sau nơi sự đầy sốc nâng sự đầy trẻ ở nô
đại cát ông bị cái giờ sầm phò khăn mình nhớ bị khâu chẳng lại đi hào tha sọc khăn trí khăn xa riêng tí bị rồi hạ sập mình nhớ bị khâu chẳng lại cho tục khăn trí ta đôi mà đại khăn mình nhớ bị khâu chẳng lại sẽ đấy tục sẽ đấy mình trái cho ai nà đã tập được tới khổng cái bộ cố cậu bán sau nơi sẽ đấy tục nâng sẽ đấy mình trái cho đâu đại cát ông bị cái giờ sầm phò khăn mình đi khâu tương lai nơi hai tha tục khẩn trí khẩn xa đường ti bị rồi ha sập mũi mình đi khâu tương lai cho sau mình là sân trí ta đôi mình đại khẩn mình đi khâu tương lai sẽ lấy sọc sẽ lấy trời gió ai nà đá tập được tới trong trận một cô cậu bạn sau nơi sẽ lấy sọc nâng sẽ lấy trời gió nốt đại ca đồng pi mình nói sầm phò khẩn mình đi khâu tương lai nơi hai tha sau mình là sân trí khăn sát tan đã bị đọt sang do tận cái mà hai viết đầu vẽ tẹt sạm nhập hiện bị đọt mai sai tì sám sắp làm bầy tổng bố mười rồi chất sập pí sai thương tí pí rồi ha sập pí mình nếu bị khâu tàng lái cho tô mà là sẩn trì tá đôi mà đại khăn mình nếu bị khâu tàng lái sẽ đấy tục sẽ đấy mình trầy ó ải ná đá tập tới khổng trận bố cố của bạn sau nơi sẽ đấy tục nâng sẽ đấy mình trầy ó nô đại cát ẩm phí sầm phò khán mà nêu bị khẩu tàng lái nơi hào tha tô mà nà sẩn trì khán xa đương tí bì rồi hát sập bấy mà nêu bị khẩu tàng lái cho ổ bách khẩn trì ta đôi mà đại khán mà nêu bị khẩu tàng lái bà cố ban sau nơi ả rõm chỉ tí trì ọ có mần mến chỉ tí trì ọ có mần mến ai nà đá bà rớt tơ khả đồng cài khả đấy bà rớt tơ khả đồng chật khả đấy khán mà nêu bị khẩu tàng lái nơi hào tha ổ bách khẩn trì khán mà nếu bị khẩu tàng lái ăn trí miền bàm giáng để ai khán xa đường tí bì rồi hát sập bốn mà nếu bị khẩu tàng lái ăn trí đi miền bàm giáng khán bàm giáng tao vầy khá khán cứ sụp khăn trí mối tục khăn trí mối sau mà nạ sân trí mối tô mà nạ sân trí mối ổ bê khăn trí mối khán tổng bó mà rồi chất sập bầy xa đường tí bì rồi hát sập bám mà nếu bị khẩu tàng lái cho sọc khăn trì ta đôi mặt đại khán mà nếu bị khẩu tàng lái sẽ có đầy sọc sẽ có đầy trời ô ai nà bái bật tự tư của tổng cái bộ cô của bạn sau đơn sẽ có đầy sọc nâng sẽ có đầy trời ô nốt đại cá tổng bị cái giữa sầm phô khăn mà nếu bị khẩu tàng lái nơi hào tha sọc khăn trì khăn xa rương tí bì rồi hàn sắp ra mũi mà nếu bị khẩu tàng lái cho tục khăn trì ta đôi mà đại khán mà nêu bị khẩu tàng lái sẽ đấy tục sẽ đấy mình trái ó ai nà đá tập tập tới khổ đồng cài bộ cô của bạn sau nếu sẽ đấy tục nâng sẽ đấy mình trái ó nốt đại cát ông phí cái giờ sầm phó khán mà nêu bị khẩu tàng lái nếu hào thả tốc hành trì khán xa đương tí bì rồi hà sắp làm phí mà nêu bị khẩu tàng lái sau mà nè sân trì ta đôi mà đại khán mà nếu bị khẩu tàng lái sẽ đấy trầy ó ai nà bá tập tập tới khổ thông chật bộ cố của bạn sau nơi sẽ đầy sốc nâng sẽ đầy trầy ó nô đại cát ông phí mà nô sầm phò mà nếu bị khẩu tàng lái đi hào tha sau mà nè sân trì khán sợ tan là bày đọ sang do tạm nhị cài mà hào viết đầu vẹ tẹ sạm mẹ phía tổng bó mà rồi chất sập bốn khai mạ phía xa xa đường tí bì rồi hàng sắp làm bầy mà nếu bị khẩu tàng lái cho tô mà nà sẵn trì ta đôi mà đại khán mà nếu bị khẩu tàng lái sẽ cái đấy tục sẽ cái đấy mà trầy ó ai nà đá tập tập tới khổ thông chật bộ cô của bạn sau nớ sẽ cái đấy tục nâng sẽ cái đấy mà trầy ó nô đại cát ông phí mà nô sầm phó khán mà nếu bị khẩu tàng lái nì hào thả tô mà nà sẵn trì khán xa đưa tí bì rồi hà sắp làm bốn mà nếu bị khẩu tàng lái cho ổ bách khẩn trì ta đôi mà đại khán mà nếu bị khẩu tàng lái bộ cô bàn sòi nơi à lắm chỉ tí trầy ọ mân mên mân chỉ tí trầy ọ có mần mên ai nà đá bật bật tới khổ thông cái đấy bật bật tới khổ thông chất đầy khán mà nếu bị khẩu tàng lái đi hào tha ổ bách khẩn trí khán xa rước tí bì rồi học sập mà nếu bị khẩu tàng lái bật đá ẩn trí tàng nô sốc khẩn trí tàng tố mà nà sẵn trí bật đất có bấy khơi tha chỉ sóc hợp với tình địa khàn xa thương tí vì đôi mà phải bám mà nếu bị khổ chẳng lại cho ổ bách khăn thì ta đôi mà đạch khán mà nếu bị khổ chẳng lại bởi cố bàn sau nơi ở đó vẫn chỉ tí
trời ó có mình vén ai ná đại bộ bất tớ khá đồng cái cái đầy bộ bất tớ khá đồng chất cái đầy khán mà nếu bị khổ chẳng lại đi hào thác ổ bê khẩn trì khán xa riêng tí bì rời học sắp mà nếu bị khổ chẳng lại bọn ná ẩn trí chẳng đâu sốc khẩn trí nâng tố mà ngạc sẩn trí bọn đất có bày khơi khá đồng sốc hồ về tử nế khán xa riêng tí bì rời học sắp mùi mà nếu bị khổ chẳng lại bọn ná ẩn trí chẳng đâu tốc khẩn trí nâng tố mà ngạc sẩn trí bọn đất có bày khơi thả chia tốc hồ về tử nế khán xa riêng tí bì rời học sắp bì mà nếu bị khổ chẳng lại bọn ná ẩn trí chẳng đâu ổ bách khẩn trí đi bọn đất có bày khơi thả chia ạ tốc hồ mẹ sốc hồ về tử nế mà nếu bị khổ chẳng lại ẩn trí miền phạm giáng này ai khán tổng bố mùi rồi chất sắp phạm xa riêng tí bì rồi học sắp bấy mà nếu bị khổ chẳng lại ẩn trí đi miền phạm giáng khán phạm giáng ta vầy khá khán cứ sốc khăn trí muối tốc khăn trí muối sao mà đang sân trí muối tố mà đang sân trí muối ổ bay khăn trí muối khán xa riêng tí bì rồi học sắp buồn mà nếu bị khổ chẳng lại cho sốc khăn trí ta đôi bà đạch khán mà nếu bị khổ chẳng lại sẽ cái đầy sọc sẽ cái đầy trầy ó ẻ nà đá bà đập tớ khổ đồng cài bà cô cậu bàn sau nơi sẽ cái đầy sọc nâng sẽ cái đầy trầy ó nốt đá cát ở phía cá giả sầm phò khán mà nếu bị khổ chẳng lại nế hào tha sọc thần trì khán xa rương tí bì rồi học sập rám mà nếu bị khổ chẳng lại cho tục thần trì ta đôi bà đạch khán mà nếu bị khổ chẳng lại sẽ cái đầy tục sẽ cái đầy mình trầy ớ ẻ nà đá bà đập tớ khổ đồng cài bà cô cậu bàn sau nơi ả rộm nơi ả rộm sẽ cái đầy tốt sẽ cái đầy mình trầy ớ nô đá cát ổng bì cái giờ xâm phố khăn mà nếu bị khổ chẳng lại nếu hào thả tốt khăn trí khăn xa rương tí bì rồi học sắp ra mùi mà nếu bị khổ chẳng lại chốt sau mà nếu xâm trí tá đôi mà đầy khăn mà nếu bị khổ chẳng lại sẽ cái đầy sọc sẽ cái đầy trầy ớ ẻ nà đá bà đập tớ khổ đồng chật bà cô bán sau nơi sẽ đầy sốc nâng sẽ đầy trầy ổ nốt đại cát ổng tí mà nốt xâm phô khán mà nếu bị khổ chẳng lại nếu hào thà sao mà nạ sẵn trì khán sau tôn đã phải đặt kể sáng dọc tạng đi cài giả xa mẹ hà viên đầu vẹt cổ tẹt xa mà hốc hiệt cổ tổng bố mà rồi chất sắp ra mối khăn ông bày đọc sai tì xàm sắp ra mây xa rương tí bì rồi học sắp ra mây cát tạm mẹn chạc phị khờ vế tố mà nạ sẵn trì giảng khán giang khao phị khờ vế chế tạ sĩ càng tục ở hãng chế tạ sĩ càng à xà tăng mẹ nô xăm phép sạch chàng tục ở hãng à xà tăng vế tệ dị tăng khàn ý tăng vô trật tệ phị khờ vế tố mà nà sân tị giang khàn xa đương tí bì rồi học sắp rạm bấy cả tầm mẹn chạc phị khờ vế ô bê khăn tị giang khàn giang khao bạc phị khờ vế cá dị càng vế chế tạ sĩ càng vế nế và xà tăng nế xà tàng vế tệ dạ tệ khán ý tăng vô trật tệ phí khờ vế ổ bệ khán tự giảng khán xài riêng tí bì rồi học sắp làm bốn tát trạ phí khờ vế danh chạc sốc ha xà vế tệ nế tét thẹp vía khán xài riêng tí bì rồi chật sắp tát trạ phí khờ vế danh chạc sốc khán tự giảng danh chạc sau mà nạc sân tự giảng tục hà xà vế tệ nế tét thẹp vía khán xài riêng tí bì rồi chật sắp mùi tát trạ phí khờ vế dạ tí tăng ổ bệ khán tự giảng ạ tốt khả mẹ sục khả xa về tình nghĩa tết thẹp phía. Ý tế khao phị khờ về ý ma ní panh chân trì diện ní panh chạ hốt thvà. Tây đệ hào tế, tây nế bộ bế panh chạ. Hào tế bà đề dài dế nìa tế khăn. Sa tân là bạch đọc sang dọc tạng nì cài mà hà viết đồ vẹt tết xa mẹ phía. Bạch đọc khả mạc sai tì xàm sắp rạm bầy. Xa đương tì bì rồi học sắp rạm phí mà nìa bì khổ thằng lái. Cho tôi mà nó sẵn trì, ta đưa mà đại khán, mà nếu bị khẩu tăng lại sẽ đầy tục, sẽ đầy mà đầy ổ, ngài nà, đã hợp tập tức tức không chật, bố cố để bàn sau đưa sẽ đầy tục, nâng sẽ đầy mà đầy ổ. Nô, đại cát ổng bí mà nó sẵn phò khán, mà nếu bị khẩu tăng lại, nếu hào thả tôi mà nó sẵn trì khán. Xa đường tí bì rồi học sắp làm bầy mà nếu bị khẩu tăng lại, cho ổ bách khăn trì ta đôi mặt đạch khán, mà nếu bị khổ chẳng lại bởi cố bàn sòi nơi ả rõm, không tí trì ổ có mần mến ai nà, mần chỉ tí trì ổ có mần mến ai nà.
ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយក្តីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តក្តីខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះហៅថាឧបេក្ខន្ត្រីខណ្ឌខ្សែរឿងទី 270ហុកសប្រាំបួនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាអន្ត្រីទាំងនោះសុខខន្ត្រីនឹងតោមនសន្ត្រីបណ្ឌិតក៏បីឃើញថាជាសុខវេទនាខណ្ឌខ្សែរឿងទី 270ជិតសប់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាអន្ត្រីទាំងនោះទុក្ខខន្ត្រី នឹងទោមនសន្ត្រីបណ្ឌិតក៏បីឃើញថាជាទុក្ខវេទនាខណ្ឌខ្សែរឿងទី 271មនាលភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាអន្ត្រីទាំងនោះឧបេក្ខន្ត្រីទៅបណ្ដាកំពីប្រាំយ៉ាងនេះចែកជាប្រាំឬបំពួយមកជាបីក៏បានឬថាចែកជាប្រាំក៏បានដោយបរិយាយដូចនេះឯងខណ្ឌសុខន្ត្រីយវៈគោទំព័រ 273ខ្សែរឿងទី 271បញ្ចមានិភិក្ខវេអន្ត្រីយានិខណ្ឌកតមានិបញ្ចខណ្ឌសុខន្ត្រីយ៉ាងទុក្ខន្ត្រីយ៉ាងសោមនស្សន្ត្រីយ៉ាងទោមនស្សន្ត្រីយ៉ាងឧបេក្ខន្ត្រីយ៉ាងខណ្ឌខ្សែរឿងទី 272សុខវេទនិយ៉ាងភិក្ខវេភសង្បដិច្ចឧបច្ចតិសុខន្ត្រីយ៉ាងខណ្ឌសោ សុខេតោវៈសមានោសុខេតោស្មៃតិបជានិយតិតសេវៈសុខវេទនិយសៈភាសសៈនិរោធាយន្តច្ចវេទយិតាំងសុខវេទនិយភាសង្បដិច្ចឧបន្នងសុខន្ត្រីយ៉ាងតាំងនិរោចតិតាំងវុបសមតិតិបជានិយតិខណ្ឌខ្សែរឿងទី 273ទុក្ខវេទនិយ៉ាងភិក្ខវេភសង្បដិច្ចឧបច្ចតិទុក្ខន្ត្រីយ៉ាងខណ្ឌសោទុក្ខេតោវៈសមានោទុក្ខេតោស្មិតិបជានិតិតសេវៈទុក្ខវេទនិយសៈភាសសៈនិរោធាយន្តច្ចវេទយិតាំងទុក្ខវេទនិយ៉ាងភសង្បដិច្ចឧបន្ន ទុក្ខន្ត្រីយ៉ាងដាក់តាំងនិរោចតិតាំងវុបសមតិតិបជានិតិខណ្ឌសុខន្ត្រីយវៈទំព័រ 174ខ្សែរឿងទី 272មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអន្ត្រីនេះមាន 5យ៉ាងខណ្ឌ 5យ៉ាងគឺអវិក្លះខណ្ឌគឺសុខន្ត្រី 1ទុក្ខន្ត្រី 1សោមនស្សន្ត្រី 1ឧបេក្ខន្ត្រី 1ខណ្ឌខ្សែរឿងទី 273មនាលភិក្ខុទាំងឡាយសុខខន្ត្រីកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យនៅភាសាដែលជាបច្ច័យនៃសុខវេទនាខណ្ឌបុគ្គលនោះកើបើដល់នៅសុខវេទនាក៏រមែងដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញជាអ្នកដល់នៅសុខវេទនារមែងដឹងច្បាស់ថាសុខខន្ត្រីឯណាកើតឡើងហើយព្រោះអាស្រ័យនៅភាសាជាបច្ច័យនៃសុខវេទនាកើតអំពីភាសានោះ ដែលបុគ្គលបានសោយហើយសុខខន្ត្រីនោះក៏រលត់ទៅសុខខន្ត្រីនោះក៏ស្ងប់រងាប់ទៅព្រោះរលត់ភាសាជាបច្ច័យនៃសុខវេទនានោះឯងខណ្ឌខ្សែរឿងទី 274មនាលភិក្ខុទាំងឡាយសុខខន្ត្រីកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យលើភាសាជាបច្ច័យនៃទុក្ខវេទនាខណ្ឌបុគ្គលនោះកាលបើដល់នៅសេចក្តីទុក្ខក៏រមែងដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីទុក្ខរមែងដឹងច្បាស់ថាទុក្ខន្ត្រីឯណាកើតឡើងហើយព្រោះអាស្រ័យនៅភាសាជាបច្ច័យនៃទុក្ខវេទនាកើតអំពីភាសានោះដែលបុគ្គលបានសោយហើយទុក្ខវេទនានោះក៏រលត់ទៅទុក្ខន្ត្រីនោះក៏ស្ងប់រងាប់ទៅព្រោះរលត់ភាសាជាបច្ច័យនៃទុក្ខវេទនានោះខណ្ឌ សតន្តបិដកេសង្យតនិកាយសមហាវីរវគោទស្សមោភិគោទំព័រ 173ខ្សែរឿងទី 273សោមនស្សវេទនិយ៉ាងភិក្ខវេភសង្បដិច្ចឧបច្ចតិសោមនស្សន្ត្រីយ៉ាងខណ្ឌសោសមនោវៈសមានោសមនោស្មិតិបជានិតិតសេវៈសោមនស្សវេទនិយ្យសភសសៈ นิโรธังยันตัจฉังเวตยิตังสอมนัสสะเวตนิยังภัสสังปฏิจจะอุปันนังสอมนัสสันติยังตังนิรุจฉเตตังวุปัสสะมะไตเตปัจจีนิเตขัน
xài rương tí bì rồi chật sắp rằm vối tô mà nạc xa vê tẹn nị giang phí khờ vế phẻ sang bà đầy chạ ô bách chật tệ tô mà nạc xân tị giang khán sao tùm mẹ nố vẹ xà mà náo tô mà nô xà mây tệ và chia nị tệ ta xê vẹ tô mà nạc xa vê tẹn nị giả xa phẻ xà xa nị rô thía dân tài chàng vê tệ dị tàng tô mà nạc xa vê tệ nị giang phẻ sang bà đầy chạ ô bàn đáng tô mà nạc xân tị giang tăng nị rô chật tệ tăng vô bà xa mẹ tầy tệ và chia nị tệ khàn sô tôn đập bây đọ sang dô tạ nị cài mà hà vi rô vẹ tệ xa mẹ phía tùm bó mù rô chật sắp rạm bấy mình yêu bị khâu tăng lại xài rương tí bì rồi chật sạm. Sau mà đọc sẵn trí kết lãng bố ác sài nợ phẹt xa chia bà chạy, nấy sau mà đọc sở về tình lý ức hẳn. Bà cô nô cao bà miền chất ở địa địa có rồi mấy đằng cho bà thà. À thầm mà anh chỉ nhẹ miền chất ở địa địa, rồi mấy đằng cho bà thà sau mà đọc sẵn trí ai ná kết lãng hơi bố ác sài nợ phẹt xa chia bà chạy, nấy sau mà đọc sở về tình lý kết ẩm bí phẹt xa nô. Đã bà cô bán sòi hơi. Sau một đoạn sân trì nó có được lột tới, sau một đoạn sân trì nó có sống được ngọt tới, bước hồn lột phẹt xa chia bà chạy. Nấy sau một đoạn sổ bê tình yên nụ ảnh khán. Xa rương tí bì rồi chật sắp ra mũi mà nếu bị khẩu tàng lai. Tô một đoạn sân trì rồi mấy cả là bước ả sáy nó phẹt xa chia bà chạy đầy tô một đoạn sổ bê tình yên khán. Bộ cố nụ cá bờ tô chật có rồi mấy đằng cho bác thà. À thầm mà anh chỉ nhẹ tô chật rồi mấy đằng cho bác thà. Tô một đoạn sân trì ai ná. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đã bộ cố bàn sau hãy và tôi muốn theo dõi có thể lột từ. Tôi muốn theo dõi có thể lột từ. Tôi muốn theo dõi từ. Tôi muốn theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Số khăn trí dự vẹn cổ. Tổng bố 174. Sài rương tí 277. Ô bây khá về tệ nị giáng phí khờ về phía sang và đại trạng ô bác trẻ tệ. Ô bây khăn trị giáng khán sao ô bây khá cáo. Vẽ xa mà náo ô bây khá cáo xa mấy tệ và chia nị tệ. Ta xe vẽ ô bây khá về tệ nị giáng xa phía xa xa nị rô thía. Dân tài trạng về tệ dị tăng. Ô bây khá về tệ nị giáng phía sang và đại trạng ô bàn nàng. Ô bây khăn trị giáng tăng nị rô trẻ tệ. Tăng vô bác sắp mà tẩy tệ và chia nỉa tệ khàn. Xa đường tí bì rồi chất sắp rạm bấy xây dựa thả bệnh phí khẩu về. Tôn nàng cắt thả nén. Xong khẽ trệ nẹ xa bảo thiền nế. Ús mà chia dựa tệ tế chù ạ phí nập bẹt thả tệ tế sang dì vẹ. Cắt thả nén nế nế phía vẹ nịp khề bá. Dìa tài chìa ús mà xa nế rồi trệ tệ lệ dụng mối. Vô bác sắp mà tẩy khàn. Ấy và mê vẹ khảo phí khờ vế, sốc hạ về tệ nị giáng phía sang bà đại trạ, ô bác trẻ tệ, sốc khăn tệ nị giáng khán sau, sốc khẽ tàu, vẹ xà mà nào sốc khẽ tàu tàu xà mày tệ, và chia nị tệ ta xe vẹ sốc khảo về tệ nị giáng xa, phía xa xa nị rô thía, dân tàng về tệ dị tàng, sốc hạ về tệ nị giáng phía sang bà đại trạ ô bàn nàng, lây dùng pì, xôm án bần tốt lây dùng khẳng cọng, lây dùng mũi, áo chụch mũi mẹ chụch mũi ế thân tà rế, xa ị tệ sạch tổ ạ thệ khẳng, lây dùng pì mẹ chụch mũi, ốp bà chạy tệ khẳng, miền sức đầy bần dù, nực nông phí xa bà lây ní, bần nế, nực bần tốt lây dùng tàng pì ní. Sốc khăn trí dở vẹn, xa rương tí mà rồi chất sắp rạm buồn, tùm bò mà rồi chất sắp rạm buồn, xa rương tí pì rồi chất sắp rạm pì mà nếu bị khẩu tàng lái. โอเปกคันตรีการล้างปลุกอาศัยในแผ่สะเชียประใจในโอเปกฮาเวตเนียขันบุคคลโลกาบ่มีนจัดตรงเงยก็รวมไม่ดังจะบ้าท่าอาธมาอังจีเนียมีนจัดตรงเงยรวมไม่ดังจะบ้าท่าโอเปกคันตรีไอนาการล้างหายปลุกอาศัยในแผ่สะเชียประใจในโอเปกฮาเวตเนียการอมปีสัมพอโนได้บุคคลบ้านซอยหายโอเปกคันตรีโน có được lột từ ổ bếc khẳng trì nụ, có sẵn ngọc đồng ngọc tới bước đồng lột phẹt xa chia bạch chạy, nấy ổ bếc khá về tình yêu nụ ảnh khán. Xa đường tí bì rồi chật sắp làm bầy mà nếu bị khẩu tàng lái, đối chậm hai cát làng, lương rồi mày cát làng, bước cà buôn, nâng bà chùm châu này chờ, bùm nụ tí cầm nạt chậm hai ẻ ná, đá cát ổng bì chờ bùm nụ nụ, chậm hai nụ có được lột sẵn ngọc đồng ngọc tới bước đạ chờ bùm nụ
tàng lúc tì tết bì khả nìa. Giáng tàm bánh mật khàn bà liêng bì khổ tàng lái. Sốc khăn trì, nâng cao lạng bưu ả sáy nâng phạt xã chia bà chạy nâng sốc hào vết tà nìa khán. Bà cô nốt cao bà đo nâng sức đầy sốc. Có rồi mệnh đằng cho bà thà thà mà anh chị nè đo nâng sức đầy sốc. Rồi mệnh đằng cho bà thà sốc khăn trì ai đá cao lạng hỡi. Bưu ả sáy nâng phạt xã chia bà chạy nâng sốc hào vết tà nìa. Cao đoàn phí phạt xã nô đá bà cô bán xoài hời. Tông bò lấy mùa rồi phát sập cột, sợ tôn tập bệnh đặc kế sáng dọc tạo nị cài giả xạ, mà hà viên đồ vẹn cổ. Tiếc xa màu phía cổ, sọc khăn trị giảng tăng đi rồi trẻ tệ, tăng vô bà xạ mà tẩy tệ và chia nịa tệ khàn. Tốc hạ về tiện đi giảng phích hở về phía sáng bà đại trạng, bế sau mà đang xạ về tiện đi giảng. Phích hở về phía sáng bà đại trạng khán tô mà đang xạ về tiện đi giảng, phích hở về phía sáng bà đại trạng, ô bê khá về tiện đi giảng. Phí khờ về, thẻ sang bà đầy chạy ổ bái chạy tệ, ổ bái khăn từ dàng khán xóm, sao ổ bái khả cáo vẹ xa mà nó, ổ bái khả cáo xa mây tệ và chiến nề tệ, ta xe vẹ ổ bái khả vế tệ nít giả xạ. Thẻ xa xa nề rồ thịa dàn tay chàng vế tệ dị tán, ổ bái khả vế tệ nị dàng, thẻ sang bà đầy chạy, ổ bàn nàng ổ bái khăn từ dàng tăng nề rồ chạy tệ, tăng vô bà xã mà tẩy tệ và chia nìa tẩy tệ khàn. Sai thương tìm bì rồi chất sắp là bốn, bánh chế mà nì ấn trì dìa nì khàn. Cả tà mà nì bánh chạc khàn tục khăn trì giảng, tô mà nà sân trì giảng, sốc khăn trì giảng, sau mà nà sân trì giảng, ô bê khăn trì giảng khàn. Tô bó lêch mùa rồi bát sập cột, nông bày đọc sai tì xàm sắp làm bấy. Sốt tăng là bày đọc sang dọc tạng nì cài mà hà viết được vẹt. Sốc khăn trì nô co đồ lột tớ, sốc khăn trì nô co sáng ngọc đồ ngọc tớ. Bố đồ lột phẹt xạ chia bà cháy, này sốc hà viết tình yên nụ ảnh khán. Mà nế lại bị khẩu tăng lái, bố ả sài nô phẹt xạ chia bà cháy, này tốc hà viết tình đìa bày. Mà nế lại bị khẩu tăng lái, bố ả sài nô phẹt xạ. Chia bà cháy nơi sau mà nó sổ vế tận địa khán. Mà nếu bị khẩu tàng lái, bố ả sáy nơi phẹt xã chia bà cháy đấy, tố mà nó sổ vế tận địa khán. Mà nếu bị khẩu tàng lái, ổ bây khăn trì, cá làng bố ả sáy nơi phẹt xã chia bà cháy, nấy ổ bây khá vế tận địa khán. Bố côn nô, cá bỏ miền chất vào người, có rồi mệnh đằng cho bác thà, ả thamá anh chỉ nhận miền chất vào người. Rồi mấy đừng cho bác thả ở bê khăn trí ai ná. Các làng hỏi bố ả sáy được phẹt xạ chia bà cháy nấy ở bê khá. Với tình yêu các ông bí phẹt xạ nô. Đã bố cô bàn xoay hỏi ở bê khăn trí nô có rô lốt từ. Ở bê khăn trí nô có sáng ngọc rộng ngọt tứ. Bố rô lốt phẹt xạ chia bà cháy nấy ở bê khá về tình yêu nô ai. Giang nô đài khán. Xa đương tí bì rồi chật sắp làm bốn mà liêu bì khẩu trang lái. Ấn trì ní miền pram giang khán. Pram giang cứ đôi mà đại khán. Cứ tốc khăn trì mối. Tô mà nà sân trì mối. Sốc khăn trì mối. Sao mà nà sân trì mối. Ô bê khăn trì mối khán. Tổng bó mà rồi bát sập mối. Xa đương tí bì rồi bát sập. Mà liêu bì khẩu trang lái tốc khăn trì rồi mấy cạt làng đó bì khẩu trong sát sản đi. Chỉ nẹ mân phẩm mạt miên chi diêm chỉ cơ đường đốt cầm náu kể lệ. Miên chất bình chun từ càn phía nợ biển khán. Phí khẩu nốt còn đằng chế bác giảng địch thá tốc hẳn trí nị cạt làng hỡi. Đó là thầm ảnh tốc hẳn trí nô. Ai bà cọp đói nị vật, bà cọp đòi hẹt, bà cọp đòi sòn khà, bà cọp đói bà chạy ai tốc hẳn trí nô. Mình miên nị mật, mình miên hẹt, mình miên sòn khà, mình miên bà chạy. Nâng cả làng hai nốt mần biển tì khán. Vì khẩu nốt đằng chấm bà nơi tục khăn trì phóng. Đằng chấm bà nơi hai cả làng nấy tục khăn trì phóng. Đằng chấm bà nơi ca đồ lột nấy tục khăn trì phóng. Tục khăn trì cả làng hai khăn ông tì ai ná có đồ lột tới ẩn biến sạch sò. Còn đằng chấm bà nơi tì nộp phóng khán. Cho tục khăn trì cả làng khăn ông tì đềm ở đây tớ đồ lột tới ẩn biến sạch sò khán. Mà nếu bị khẩu tàng lái, bị khẩu khổng sát sản đi. Sẽ ngạc chá càm tàng lái, sẽ ngạc chá á khổ xa là thò tàng lái. Rồi mấy chỗ cán bà thơm mà chiến, đáy bà cọp đòi vị tà cá nâng vị trả rạ. Miên bày tệ đường sốc đại cá đòn phí vị về khán. Tốc hành trì cát láng khổ nông bà thơm mà chiến đi. Tái đồ lột tự ẩn miên sạch sò khán. Mà nếu bị khẩu tàng lái, bị khẩu đi hào thả. Đăng chá bác nợ ca đồ lột tới nơi tốc khẩn trì. Rồi mô mốc nơi chất đảm bấy sự đầy bất khẳng. Sở tôn đã bày đọ sang dọc tạng đi cái. Mà hát vừa đầu vẹn, tẹo sạm mạp hiệu.
bởi đọc khả mạng xa tì xàm sắp rằm bấy tùm bó mà rồi bách sập bì. Xa rương tì bì rồi bách sập mối, mà nếu phì khẩu chẳng lại tô mà rõ sần trì, rồi mê cài lạc đó phì khẩu trong sát sản đi chìa nẹ mân trả mát, miên phìa diêm chìa cương đốt cầm đáy kì lệ, miên chất bệnh chùn từ càn tre nực biến khàn, phì khẩu nô cổ đằng chá bát giang đi thả tô mà rõ sần trì, nếu cài lạc hai đó là thả mạ anh, tô mà rõ sần trì nụ anh. Prakop đói đi bật, prakop đòi hẹt, prakop đói sòng khà, prakop đói bà chạy ai tô mà đòi sân trì nốt. Mình biến đi mật, mình biến hẹt, mình biến sòng khá, mình biến bà chạy, nâng cà làng hẹt nốt, mình biến tê, khán. Phì khẩu nốt, rồi mấy đằng chá bác nở tô mà đòi sân trì phong, đằng chá bác nở hẹt cà làng nấy tô mà đòi sân trì phong. Đằng chá bác nở ca rồi lột tư, nấy tô mà đòi sân trì phong, môi bình tiệt. Tô mà đa sẵn trí cát làng khăn ông tì ai ná, rồi mấy đồ lột tự ạch miến xài xò có đăng chá bác nơi tì đồ phòng khán. Cho tô mà đa sẵn trí cát làng khăn ông tì đổi mạng đạch, tớ bà đồ lột tự ạch miến xài xò khán. Mà nếu phí khâu đang lại, phí khâu khăn ông sát sản đi, bố ngọp rồng ngọp nấy vị đặc cả nâng vị trả rạ. Rồi mấy chỗ can tụ tì giải chiến, miến sẽ đầy trẻ thả khăn ông sẵn đán. Miền phiếp này chất đọc phú ai, mình biết vị thật cả. Mình biết vị trả rạ, miền tệ bày tệ được sốc đầy cát ông phí xa mà thị. Cứ bà thó mà chiền, khán, tô mà nó sần trì cát lan cái nông tụ tì giải chiền đi. Tái đã lột tự ạch miền xài xóa, khán. Tổng phố mà đổi bát sập bày mà nếu phí khẩu chẳng lại phí khẩu ní hào thà. Đăng chá bán được ca đã lột tự nây tô mà nó sần trì và mô mốc nơi chất đọc bày sức đầy bất khán. Xa rước tí bì rồi bát sập bì mà nếu phí khẩu tăng lái, chấm nách sụp hành trí rồi mê cát lạc đó phí khẩu trong sát sản đi. Chỉ nẹ mình tỏ mạt, miền phía diêm đột cổng đá kỳ lệ, miền chất bình chun từ cán bè nực biển khán. Phí khẩu nô cổ đằng chá bác giảng lý thả sụp hành trí đi cát lạc hai đó át mà anh. Sụp hành trí nụ anh, bà góp đói nịp mật, bà góp đòi hẹt, bà góp đòi sòng khá, bà góp đòi bạch chạy. Ai sụp hành trí nụ? Mình miền nị mất, mình miền hết, mình miền sòng khá, mình miền phải cháy, nâng cát làng hết nốt, mình miền lời khăn. Vì khẩu nốt của đăng chá bác nơi sục khăn trì phóng, đăng chá bác nơi hết cát làng nấy sục khăn trì phóng, đăng chá bác nơi cát lột tờ nấy sục khăn trì phóng, mỗi bình tiệt, sục khăn trì cát làng nóng tì ai nà. Rồi mấy đồ lột tờ ạch miền xài xò có đăng chá bác nơi tì đồ anh. Khán, cho sốc khăn trì cạt là khăn ông tí đôi mặt đạch, tớ bà đồ lột tớ ạch miễn xài xó, khán. Mà nếu bị khẩu tàng lại, bị khẩu khăn ông sát sản đi, bà đồ hình lời đài chạm bày tệ phong, chỉ nẹ bà đồ cóp đói ổ bề khả phong, miễn sở tế nâng xàm bạ chỉ nhẹ phong, tổ tư nâng sốc đòi niêm mà cài phong. Sở tăng tập bệnh đó sang dập tạng đi cái mà hà viết ở vẹn, tệ xạm mà phía tổng bò mà rồi bách sập buồn. Phải ả rì dạ tàng lại tay sở xa nước bộ cụ đại bán tạ tì giải triển nốt thả. Và có đôi ổ bầy khá, miền xa mạc ở đây miền thoa chỉ cường nơi chỉ sọc. Đôi chân này bố tạ tì giải triển ảy nà. Có châu tạ tì giải triển nổ hói xâm rách xâm rán đời. Khán, sốc hẳn trì cạt lan khăn ông tạ tì giải triển nổ rồ mây đồ lột tứ ẩn miền xài xò là khán. Mà nếu bị khẩu tàng lại bị khẩu nế hào thả đằng cho bác nơi ca đồ lột. Nấy sốc khăn trì bà mô mốc nơi chất đạp bấy sẽ đầy bật khán. Xa rương tí bì rồi bát sập bầy mà nếu phì khẩu tàng lại sao mà đang sần trì. Tại anh cà lạng đó phì khẩu nông sát sản đi. Chỉ nẹ mân bà mạt miền phía diêm đốt cầm đáy kể lệ miền chất bình chun từ càn bè nực biến khán. Phì khẩu nô rồi mấy đằng chá bà giang đi thà. Sao mà nông sần trì đi cà lạng hai đó là thầm ánh. Sao mà nó sân trì nụ anh, bà góp đói nì mật, bà góp đòi hẹt, bà góp đói sòng khá, bà góp đói bà chạy. Ai sao mà nó sân trì nụ? Mình miên nì mật, mình miên hẹt, mình miên sòng khá, mình miên bà chạy, đừng cát lặng. Hẹt đi mình miên lời khàn. Vì khổ nụ, đừng cho bác nữa sao mà nó sân trì phóng, đừng cho bác nữa hẹt cát lặng. Nấy sao mà nó sân trì phong, đăng chá bác nơi ca đồ lột tứ. Nấy sao mà nó sân trì phong, mối bình tiệt. Sao mà nó sân trì cạt là khăn ông tì ai nà. Rồi mấy đồ lột tứ ạch miễn xài xó có đăng chá bác nơi tì nụ phong khán. Chốt sao mà nó sân trì cạt là khăn ông tì đôi mặt đạch tớ bà đồ lột tứ ạch miễn xài xó khán. Mà nếu phì khẩu tàng lái, phì khẩu khăn ông sát sản đi. Bố lẹ bóng nơi sọc phong, lẹ bóng nơi tốc phong.
ព្រោះអស់ទៅនៃសោមនស្សទាំងទោមនស្សក្នុងការមិនផងចូលកាន់ចិត្តទុតិជាតិជាធម្មជាតិមានអារម្មណ៍មិនមែនជាទុក្ខមិនមែនជាសោកគឺជាឧបេក្ខាមានសតិដបរិសុទ្ធដោយឧបេក្ខាហើយសម្រេចសម្រានទៅខណ្ឌសោមនស្សសន្ត្រីកើតឡើងហើយក្នុងចក្រទុតិជាតិនោះទើបរលត់ទៅអត់មានសេសសល់ខណ្ឌមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះហៅថាដឹងច្បាស់នឹងការរលត់ទៅនៃសោមនស្សសន្ត្រី ប្រមោមកនៃចិត្តដើម្បីសេចក្តីពិតខណ្ឌខ្សែទី284មនាលភិក្ខុទាំងឡាយឧបេក្ខន្ត្រីដើម្បីកើតឡើងដល់ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមិនប្រមាទមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេសមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានខណ្ឌភិក្ខុនោះក៏ដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះថាឧបេក្ខន្ត្រីនេះកើតឡើងហើយដល់អាត្មាអញ ឧបេក្ខន្ត្រីនោះឯងប្រកបដោយនិមិត្តប្រកបដោយហេតុប្រកបដោយសង្ខារប្រកបដោយបច្ច័យហើយឧបេក្ខន្ត្រីនោះមិនមាននិមិត្តមិនមានហេតុមិនមានសង្ខារមិនមានបច្ច័យនឹងកើតឡើងហេតុនោះមិនមានឡើយខណ្ឌភិក្ខុនោះដឹងច្បាស់នៅឧបេក្ខន្ត្រីផងដឹងច្បាស់នៅហេតុកើតឡើងនៃឧបេក្ខន្ត្រីផង ស្តង់ដើម្បីដកសង្យុត្តនិកាយមហាវីរៈទស្សមភិបិដកខ្មែរខ្សែទី38ទំព័រ180មួយដឹងច្បាស់នៅការរលត់ទៅនៃឧបេក្ខន្ត្រីផងមួយវិញទៀតឧបេក្ខន្ត្រីកើតឡើងក្នុងទីឯណារមែងរលត់ទៅអត់មានសេសសល់ក៏ដឹងច្បាស់នៅទីនោះផងខណ្ឌចុះឧបេក្ខន្ត្រីកើតឡើងក្នុងទីដូចម្តេចទើបរលត់ទៅអត់មានសេសសល់ខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះក៏ឡងនៅនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈដោយសពគ្រប់ហើយចូលកាន់សញ្ញាវេទយិតនិរោធខណ្ឌឧបេក្ខន្ត្រីកើតឡើងក្នុងសញ្ញាវេទយិតនិរោធនោះទើបរលត់ទៅអត់មានសេសសល់ខណ្ឌមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុនេះហៅថាដឹងច្បាស់នៅការរលត់ទៅនៃឧបេក្ខន្ត្រីប្រមូលមកនៅចិត្តដើម្បីសេចក្តីពិតខណ្ឌ ចប់សុខន្ធិយវៈទី4ខណ្ឌឧទាននៃសុខន្ធិយវៈនោះគឺនិយាយអំពីឥន្ទ្រីសុទ្ធ1អំពីសោតាបណ្ណបុគ្គល1អំពីភិក្ខុជាអរហន្ត1អំពីសមណៈព្រាហ្មណ៍មានពីរលើកអំពីការចែកឥន្ទ្រី3លើកអំពីសុខន្ធិការឡើងព្រោះអាស្រ័យភាសៈដូចប្រនុតភ្លើង1អំពីភិក្ខុបានសម្រេចឈាន1ខណ្ឌចប់សុខន្ធិយវៈទី4ខណ្ឌ សូមអនុមោទនាទំព័រ185ខ្សែរឿងទី287ខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះខណ្ឌសម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់គង់នៅក្នុងប្រាសាទនៃមិគិរាមេដាក្នុងវត្តពុពារាមជិតក្រុងសាវត្ថីខណ្ឌសម័យនោះឯងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុចេញអំពីទីពួនសង្ងំវងក្រចកផលសមាបត្តិបាត់ក្នុងសាយនហសម័យ ហើយទ្រង់គង់ហាលព្រះបតិភិថាបតិបុគ្គចបាកបិទគឺខ្នងបញ្ញុលដូច្នេះឬថាជាពាក្យបញ្ចូលថ្មីក្នុងទីកំដៅថ្ងៃខាងក្រោយវងក្រចបាកបិទប្រាសាទខានគ្រានោះឯងព្រះអានន្ទដ៏មានអាយុចូលទៅកល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនោះចូលទៅដល់ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុហើយច្របាច់នៅព្រះកាយនៃព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដោយដៃ ក្រាបបង្គំទូលព្របដ៏មានព្រះភិក្ខុដូច្នេះថាខ្សែរឿងទី286អស្ចារណាស់ព្រះអង្គចម្លែកណាស់ព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះព្រះឆោវិវ័នរបស់ព្រះអង្គមិនបរិសុទ្ធផលផងដោយអំពីមុនឡើយទាំងព្រះអង្គគាយវៈក៏ធូរជ្រាយមានព្រះចំមៈជ្រួញជ្រាវព្រះកាយក៏ទន់ទោ ការប្រែប្រួលនៃឥន្ទ្រីទាំងឡាយគឺចក្ខុន្ទ្រីសោតន្ត្រីឃានន្ត្រីជីវហន្ត្រីកាយយន្ត្រីក៏ឃើញប្រកបខណ្ឌស្តន្តបិដកសង្យុត្តនិកាយមហាវគ្គទំព័រ185ភាសាខ្មែរខ្សែរឿងទី287មនាលានន្តពាក្យនោះមែនហើយជារាធរមែងមាននៅត្រង់អវយវៈដែលកំពុងចម្រើនជាធិធមមាននៅត្រង់កាដែល មិនមានរោគមរណៈក៏មាននៅត្រង់ជីវិតខណ្ឌឆោវិវ័នវងក្រចកបើកបិទរបស់តថាគតមិនបរិសុទ្ធផលផងដូចមុនទេទាំងអង្គាយវៈក៏ធូរស្រាលមានស្បែកជ្រួញជ្រាវកាយក៏ទន់ទោការប្រែប្រួលនៃឥន្ទ្រីទាំងឡាយគឺចក្ខុន្ទ្រីសោតន្ត្រីឃានន្ត្រីជីវហន្ត្រីកាយយន្ត្រី
có khơi bà gọt mềm khán. Bà đã miên bà phía bàn trác phía sật đi hỡi, lúc bà sổ cốt tung trác phía sật đi rủi hỡi, tớ bà sạch đá trác kia thả nít to từ thiệt đổi chân này. Xa riêng tí bì rồi bạch sắp rằm bầy thơi xa rầy rạng nụ. Rồi mấy miên khổ nông cao đáy chá ả cọ khổ nông cao đáy chủ rìa. Thơ ở miên xâm bố ả cọ át tập hiếp chìa tì trái ó. Này chật có trái chủ rìa cọp xong cót đòi bật khán bụ sát tàng ọ. Miên mạch chọc rồi bật tớ kháng mốc tu chùn ải ná. Rồi nơi ọ bồ đôi chân làm cọ đáy chùn nụ chìa viêng. Nơi mà chỗ tay tôi có bồm ruột mà chỗ tay nhòm nhí, nơi sát tiếng ổ ắt sẽ xò lời khán. Tùm bố mà rồi bát sắp rạm bốn. Xa đường tí bì rồi bát sắp rạm bốn sao và thấy đi tiền khán. Cái điên nụ ảnh ổn nà phẹp priêm, châu tự có bác đỏ miên bạc phía. Lúc châu tự đào hải có thuốc sẽ đầy rì rì ấy. Chỉ môi nâng bác đỏ miên bạc phía lúc bánh cho biết đầy cô rì rì ấy nâng biết đầy cô được lực hải. Có ông quý khổ đồng tí xóm của khán lúc ôn nà phẹp priêm ông quý khổ đồng tí xóm của hỡi. Có ra bằng cung tu bệ đồng miên bệ phía đồ chân này thà. Xa đường tí bì rồi cao sập, bò bất bệ cổ đóm đo chậm rạn ẩn trí pram dạng đi. Miên bì say bệnh bệnh khía, miên ả rõm bệnh bệnh khía. Rồi mấy mình tự tu nớ ả rõm nâng bì say này khía nâng khía lời. Khán ẩn trí pram dạng cứ ở vầy khá khán. Cứ chạc khôn trì mối, sao tân trì mối, khiên nân trì mối. Chi vừa hẳn trì mối, cai dân trì mối khán. Bò bất bạc cụt đóm đó chậm ràng cho. Ở với dì tì bấn rộ bò ẩn trì prám. Dạng ní, đá miên vi say bình khní, miên ả rõm bình khní. Mình tổ tù nơi ả rõm nâng vi say này khní nâng khní cho sập hiệu vẹn đôi mặt đạch. Rồi mình tổ tù nơi ả rõm nâng vi say này ẩn trì tàng ní khán. Tổng bố mùi rồi cao sập cực sở tôn đã bày đọ sáng do tạ nịch cài mà hào viết ở vẹ tiết sạm mẹp hiệp. Xài rương tí bì rồi cao sập mùi mà nếu priếm ảnh trí pram giang đi. Miên vì xài xanh xanh khní. Miên ả rõm xanh xanh khní. Rồi mấy mình tự tuôn nữ ả rõm nâng vì xài này khní nâng khní. Khán ảnh trí pram giang cư ở vầy khá khán cứ chạc khôn trí mùi, sao tân trí mùi, khiên nâng trí mùi, chi vừa hân trí mùi. Cái dân trì mũi khăn mà nếu bị khẩu thằng lái. Bà ẩn trì thằng phạm dạng đi. Miễn bị say xem xem khỉa. Miễn ả rõm xem xem khỉa. Mân tự tuôn nơi ả rõm. Nâng bị say này khỉa nâng khỉa hời. Miễn tài chất chia tỷ bừng. Thằng chất có đồng mệnh tự tuôn nơi ả rõm nâng bị say. Nơi ẩn trì thằng nâu khăn. Xa rước tí bì rồi cao sập bì bò bất bạc cụt đom đó chậm rán cho họ vấy chìa tì bấng rồi bỏ chất khàn. Mà nêu priếm sạch tế chìa tì bấng rồi bỏ chất khàn. Xa rước tí bì rồi cao sập bì bò bất bạc cụt đom đó chậm rán cho họ vấy chìa tì bấng rồi bỏ sạch tế. Mà nêu priếm bì mất chìa tì bấng rồi bỏ sạch tế khàn. Tổng bố mà rồi cao sập mùi. Xa rước tí bì rồi cao sập buồn bò bất bạc cụt đom đó chậm rán. Cho ở vây chỉ tì bưng rạp bó vì một tế khán. Mà nếu priếm nợ biến chỉ tì bưng rạp bó vì một tế khán. Bó bất bè cổ đóm đó chậm ra cho ở vây chỉ tì bưng rạp bó bè nợ biến khán. Mà nếu priếm nẹ còn lòng hô prasna hơi. Nẹ bằng ai càng dốc nợ tì bông phốt nê prasna bàn lời khán. Mà nếu priếm prú tham mẹ prú mẹ chạy đi dạ thó chôm tờ càng nợ biến. Miến nợ biến bà bật tớ kháng mục. Miễn được biên dị tí bằng phật khăn. Xa đường tí bì rồi cao sập rám, kia nụ ảnh ôn nà phẹp priếm, có trách ơ ạ nụ mô tử địa được phía sất, nấy bệnh đào miễn bệnh phía, rồi cơ đào chá á sẵn nạ thoái bằng cùng lìa bệnh đào miễn bệnh phía, thơ bệnh tệ sân hơi đào chảnh từ khăn. Xa đường tí bì rồi cao sập rám mối kia nụ, cá ôn nà phẹp priếm chiếc chành từ mình dư phần mán. Bệnh đỏ miên bệnh phía có trách nâng bụ phí khẩu thà. Sở tân đã bày đỏ sang dư tạm đi cái. Mà hà về đầu vẹn. Tẹ sạ mẹ phía bày đỏ khả mai. Lấy xám sắp rạm bấy tùm bố mà đổi cao sắp bì. Xa đường tí bì đổi cao sắp rạm bì mà nếu phí khẩu thàng lái. Tẹ cầm bù rứ xà lá đại miên cầm bù miên bằng ôi khả dòng tức khàng chướng tức khàng cá cá bà bà hà tật rẻ lần. Rẻ xa mây châu tự tam bằng ôi hai xa thật đơ khả dòng tỷ ná miên ốp bà mà dàng ná khàn. Bò bất bà ổng đó chẳng ràng rẻ xa mây xa thật đơ trong trình tràng tức khàng lệch khán. Mà nếu bị khẩu tàng lại
ai ôn na phẹ priệp miễn sật thiệt chọc chuôn chia rư thật nơi mó môn chấm phu thật thật. ពុទ្ធបរិស័ទខេមរជាតិញាតិព្រះធម៌នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលជាទីសក្ការៈនិងជាទីរាប់អាននោះពងពួរសម្រាប់ពេលនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះឧត្តមអតីតនោវណ្ណីអន្តរសាសន៍បញ្ញាប្រធាននៃកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលា ពិធីប្រកណោតាមប្រពៃណីខ្មែរចិននិងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាពេលខាងមុខនេះគណៈកម្មការសាងសង់មហាកុដនិងសាលាបាលីសូមអំពាវនាវដល់មហាពុទ្ធបរិស័ទជន់រួមជាតិញាតិព្រះធម៌សូមព្រះមេត្តាចូលរួមចូលកសាងមហាកុដនិងសាលាបាលីដែលមានចំនួន 6 បន្ទប់ នៅពុំទាន់មានពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមចូលកសាងនៅឡើយទេ បន្ទប់មហាកុដិនឹងសាលាបាលីនេះក្នុងមួយបន្ទប់មួយបន្ទប់មានទទឹង7ម៉ែត្របណ្ដោយ10ម៉ែត្រមួយបន្ទប់ថ្លៃ10,200ពាន់ដុល្លារតែបើញាតិព្រះធម៌ចង់ចូលរួមជាសមាគមគ្នា20នាក់វិញនោះក្នុងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចូលបច្ច័យចំនួន600ដុល្លារពីដានមហាកុដិនេះមួយម៉ែត្រការ៉េ ថ្លៃ12ដុល្លាររបងវត្តនៅផ្នែកខាងជើងមួយប្លង់មានទទឹង3ម៉ែត្រកម្ពស់3ម៉ែត្ររៀបឥដ្ឋ20មានក្បាច់ក្បូររចនានិងដំបូលប្រក់ក្បឿងពណ៌មួយប្លង់ថ្លៃ800ដុល្លារតែបើចូលជាសមាគមគ្នា4នាក់វិញនោះក្នុងម្នាក់ៗត្រូវចូលបច្ច័យចំនួន 200ដុល្លារដោយឡែកប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតែខ្វះធនធាននោះគណៈកម្មការសាងសង់នឹងបើកទូលាយប្រគេនជូនឲ្យយោមញាតិព្រះធម៌ពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមភ្ជាប់និស័យក្នុងការចូលកសាងមហាកុដិនិងសាលាបាលីនេះបានតាមលទ្ធភាពសទ្ធាធនធានពុំមានកំណត់ឡើយទំនាក់ទំនងមកគណៈកម្មការសាងសង់ តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ060 560 និង 550 ឬ 015 660 និង 550ម្ដងទៀត 012 560 និង 550ឬ 015 560 និង 550ស្ដាប់ការផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុជាតិនគរភ្នំខេត្តសៀមរាបចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់រៀងរាល់ថ្ងៃវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់រៀងរាល់ថ្ងៃវិទ្យុកល្យាណមិត្តក្រុងបាត់ដំបងចាប់ពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺ ជារៀងរាល់ថ្ងៃទស្សនានិងស្ដាប់តាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋានព្រះអត្តមកិច្ចនៅវណ្ឌីជាអក្សរខ្មែរនិង YouTube ជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ